Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ liên hải biên tập minh tâm thời gian ngày 14 tháng 8 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông tập 539 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa Vô lượng thọ kinh Giải Trang 691 Bắt đầu xem từ hàng thứ nhất Như bần đắc bảo Đệ tam thập thực Phẩm trước đoạn trước khuyên nhủ nhiều lần phật nói ác khổ chế phục chúng sanh ngăn khiến bỏ ác phẩm này nói nhân quả của thiền nhiếp thọ chúng sanh khích lệ tinh tấn theo thiện bỏ ác dứt khổ sanh tự bước lên an lạc vô vi một hàng đới này là lược thuộc của niệm lão về đại ý của phẩm kinh này Trước đây Phật nói cho chúng ta Về năm ác khổ báo của thế gian Dũng ý là đang chế phục chúng sanh Khuyên răng mọi người buông bỏ Suy nghĩ ác Hành động ác Phẩm này hoàn toàn nói về Thiện nhân thiện quả. Đây là Phật Bồ Tát nhiếp thọ chúng sanh. Nhiếp thọ chính là tiếp dẫn, tiếp dẫn đại chúng khích lệ tinh tấn. Điều bất thiện phải buồn xuống, điều tốt phải tinh tấn. Theo thiện bỏ ác Nhổ gốc khổ sanh tử Đây chính là nói Sáu nẻo luân hồi Nỗi khổ lớn trong sáu nẻo là sanh tử Nỗi khổ khi được sinh ra Người bình thường đều quên hết chúng ta đối diện là chết khổ con người lúc nào chết chết bằng cách nào toàn là ẩn số tuy có vận mệnh đang chủ tỷ người hiện tại không tin tưởng vận mệnh trên thực tế thì họ sống trong cảnh giới lo sợ hoài nghi bất an không có chút cảm giác an toàn nào đây là hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện nay Chỉ có gặp được Phật Pháp Gặp được tịnh tâm Có thể nói là Nhân duyên thù thắng Không gì sánh bằng Vì sao vậy? Đạo lý rõ ràng rồi Tâm liền an được Không còn do dự Không còn hoài nghi nữa trong cuộc đời này có phương hướng có mục tiêu chỉ cần tin tấn nỗ lực chắc chắn là hướng lên an lạc vô gì vô gì là thường tuyệt quan là đại bác miết bàn Giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Liên làm Hàng xóm Với tịch quan Với niết bàn Hơn nữa chắc chắn trở về rồi Trong cõi thật bao Thỏa mãn này Như vị tổ sư thường nói Vô lượng của hữu lượng Vô lượng thọ là vô lượng của hữu lượng Nhưng từ cõi thật bảo trở về tịch quan Thì đó thật sự là vô lượng Mãi mãi vô lượng cho nên người ở thế giới Tây Phương cực là Vô lượng thọ là thật Không phải là giả Thông thường trong tôn giáo thường nói là diễn sanh Phật Pháp Đại Thừa nói là vô lượng thọ Trong tôn giáo nói là diễn sanh Thật có diễn sanh Dĩnh sanh Chứng đắc Phật quả trục trọng Không y theo kinh Phật Kinh giáo tu hành cũng được Trong Phật Pháp thường nói Tám dạng bốn ngàn Pháp môn Điều này đại khai chính là Phật giáo nếu như nói vô lượng pháp môn Vậy có nên đem những pháp môn của tôn giáo khác Toàn bộ đều bao gồm ở trong đó Đúng vậy không sai tí nào Bất cứ pháp môn nào cũng có thể thành Phật Bởi vì thành Phật là Bảo quý vị buông bỏ Khởi tâm, động niệm, phân biệt chấp trước Quý vị liên thành Phật rồi Không nhất định là học Phật Quý vị học tôn giáo khác Quý vị có thể buông bỏ chấp trước Đối với tất cả Pháp thể xuất thế gian Không còn chấp trước nữa Quý vị liền chứng a la hán Phương pháp gì cũng được Buông bỏ phân biệt phân biệt quý vị liền thành bồ tát buông bỏ khởi tâm động niệm quý vị liền thành phật chúng ta thấy huệ năng đại sư là một ví dụ như vậy ngài chưa từng học qua phật giáo quý vị tỉ mỉ quan sát từ trong pháp bảo đàn kim một tiều phu chặt củi người hiện tại nói với họ tiều phu họ không hiểu vì sao vậy vì nghề nghiệp này đã không còn nữa nghề nghiệp này Hoàn toàn bị biến mất trên thế gian này Ít nhất cũng trên 60 năm rồi Có thể nói từ sau Thế chiến thứ hai kết thúc Thì ngày này không còn nữa Trong thời kỳ kháng chiến có nghề này thế hệ chúng tôi còn tận mắt thấy được trong tác phẩm văn học trung quốc thường thường viết về ngư tiều ngư là người đánh cá Ngày này hiện nay còn Hiện tại trở thành cơ giới quá rồi Tiêu không còn nữa Không biết chữ Chưa từng đi học Giáo dục Phật giáo Chính thức chưa từng tiếp thu qua Ở Hoàng Mai được tạm tháng Giảng đường chưa từng đi đến Thiền đường cũng chưa từng đi đến Nói cách khác Giải môn và hành môn Đều chưa từng tiếp thu qua sự giao quân Một ngày cũng không có Ngay giữa giao điều gì mà thành Phật Ngũ tổ truyền y bác cho Ngài Dứa vào điều gì Bởi vì Ngài thành Phật rồi Bản thân Ngài nói rất rõ ràng Thành Phật không liên quan gì đến kinh điển Hay pháp môn Cho nên Trong vô lượng pháp môn Bao gồm cả các tôn giáo khác nhau Các học phái khác nhau Toàn bao gồm ở trong đó Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói Duyên nhân thuyết pháp Vô pháp bất viên Trong kinh Kim Cang nói với chúng ta Pháp môn bình đẳng Không có cao thấp thật. thật vậy Không phải giả Buông bỏ là được Thiên à, kinh, kinh giảng luận Bao gồm tất cả tường giáo tất cả học phải. Giảng đến cuối cùng, tất cả đều là khuyên quý vị buông bỏ, buông bỏ là đúng rồi. Sự phiền phức của chúng sanh, phiền phức chính là không chịu buông bỏ. Người thường không biết được. Đương nhiên không chịu buông bỏ Trước nay cũng không có những ý niệm nói là buông bỏ này Học Phật biết được Nhưng trên thực tế không buông được Đối với tất cả mọi người sự việc Vẫn còn ý niệm khống chế Vẫn còn ý niệm chi phối Phải nghe lời tôi Phải y theo ý của tôi mà làm Đấy chính là không chị Còn có một bước gần hơn nữa Ý niệm chiếm hữu Chiếm làm của mình Họ không biết thân tâm đều là Bất khả đắc thân tâm đều sẽ theo thời gian mà đào thải mất con người nên hiểu rõ tay không đến phía thế gian này lúc đi vẫn là tay không mà đi không mang theo bất cứ thứ gì trong kinh Phật nói rất hay Dạng thứ không mang theo được Chỉ có nghiệp theo thân Quý vị hà tất phải thị Cổ nhân có câu nói rất hay Ý nghĩa rất sâu Nói lỗi người nên tha thì tha cho người không nên làm quá à, làm quá của đáng của... quá nhân, nhân quả bao ứng, ứng không tha cho quý vị phật pháp hơi thâm nhập một chút trong tâm mình sẽ rõ ràng một đời quý vị những thứ quý vị phải chịu những thứ quý vị làm không có gì không phải là tự làm tự chịu tự chịu rồi lại tự làm như vậy diễn diễn trong tuần hoàn diễn diễn không gián đoạn đây là hiện tượng luân hồi Phật Pháp Đặc biệt là Pháp môn này Đặc biệt là bộ kinh này Bộ kinh này là bảo Ở trong bảo Không những là hội tập tất cả Kinh điển Thế Tôn năm xưa Tại Thế Thuyết Giảng 49 năm chúng ta rất rõ ràng đồng thời cũng hội tập tất cả kinh của mười phương tam thị tất cả chư phật như lai đã từng nói đến đều ở trong bản này cho nên đọc đến bản này toàn bộ đã đọc được rồi quý vị không thiếu sót bất cứ điều gì hoàn toàn đạt được rồi Bộ kinh này, chú giải kinh này bao là dạng tượng. Bây giờ mời quý vị xem kinh văn. Nhữ đẳng quảng thực đức bộ. Đây là Phật dạy cho mọi người chúng ta. Quảng thực đức bộ. Nhật phạm đạo cấm Đạo cấm chỉ giới luật Tất cả những điều trái với tự tánh Không được vi phạm Nhẫn nhục tinh tấn Từ tâm chuyên nhất Trai giới thanh tịnh Nhất nhật nhất già Thắng tài Vô lượng thọ quốc Di thiện bạch tuyệt Thế giới này rất tốt Trên thế giới này trai giới thanh tịnh một ngày một đêm Liên vừa qua thế giới cực là một trăm năm Đây là nguyên nhân gì? Thế giới này tu hành khó Khó được mới đáng quý Thế giới này là lên nhiều xuống nhiều Nếu như thật sự đi lên Nó lên nhanh hơn quốc độ của chư Phật Nếu như đọa lạc đi xuống Cũng đọa lạc vô cùng nhanh Một lúc đã đọa lạc đến A Tỳ Địa Ngục Chú giả dưới đây có thuyết minh tường tận Cho nên như vậy Cõi nước Phật kia Đều tích đức cá thiện Không có mấy may ác nào Ở đây tu thiện Mười ngày mười đêm Hơn hẳn các phương quốc độ chư Phật khác Làm thiện một ngàn năm Cho nên như vậy Nước Phật cõi khác Phước đức tự nhiên Không có nơi để tạo ác chỉ có thế gian Hiện ít ác nhiều Uống đắng ăn độc Chưa nếm nền dịch Ở nơi này môi trường xấu quá Xấu quá quý vị có thể học tốt Có thể giữ gìn được Đây gọi là khó được mới đáng quý Cho nên công đức của quý vị liền hơn hẳn mười phương đạo lý là ở đây vậy chúng ta xem chú giải phật dạy cho chúng ta quản thực đức bổn theo hội sư đức bổn có hai nghĩa một lục độ là gốc của tất cả công đức nên nói đức bổn đây là nghĩa rồng phật giáo đại thừa đích thực là dùng lục độ làm hạt nhân thế tôn năm xưa tại thế dạy học giảng lục ba la mật dạng hai mươi hai năm đây chính là kinh đại bát nhà Hay là Sáu chữ hồng danh Và di đà lựa chọn Bổ nguyện nhiếp thành quả đức Đầy đủ dạng đức Là gốc của các đức Nên nói là gốc của đức Nghĩa thứ hai chính là một câu sáu chữ hồng danh di đà đức hiệu quý vị thường niệm danh hiệu phật đó chính là gốc của đức cho nên Chúng ta tuân theo lời dạy xưa Đặt a di đà Phật vào trong tâm Chính là đặt gốc của Đức vào tâm Tâm quý vị liền trở thành gốc của Đức Sởi tâm, động niệm, ngôn ngữ, tạo tác Đều là đang tích thiện, tích đức Không có mảy may bất thiện Xen tạp vào trong đó Cho nên trong 12 thời khắc Niệm niệm quay về A-di-đà Phật Chúng ta nhìn thấy khắp nơi đều có thể nhìn thấy chỉ cần quý vị tỉ mỉ quý vị đi quan sát rất nhiều đảo tràng quý vị đến thăm niệm phật đường những bà già ông già ở đó cầm sâu chuỗi niệm phật Họ đích thực chỉ có một câu danh hiệu Phật Họ không có tạp niệm Quý vị hỏi họ, gì? Họ, Quý vị họ điều gì Họ đều là A-di-đà Phật Quý vị nói với họ điều gì Họ vẫn là A-di-đà Phật Toàn bộ họ đều quy về A-di-đà Phật người niệm phật như vậy lúc lâm chung sẽ biểu pháp cho chúng ta tướng lành hy hữu thật sự giảng sanh rồi người thông minh một đời cuối cùng cũng không bàn thọ họ như thế nào họ một đời đều nắm vững đức bổn này công đức họ tu tập được chúng ta không nhìn thấy nhưng quả báo công đức của họ Chúng ta nhìn thấy Tướng lành trong lúc lâm chung Chúng ta thấy được Người này đến cõi này không vô ích chúng ta nhìn thấy nghe thấy phải biết cách ngưỡng mộ phải biết học tập người khác không nên để cuộc đời này trôi qua trong lãng phí Như lai chánh pháp là gì? Là kinh giáo đại thừa. Kinh giáo đại thừa đối với căn tánh chúng sanh ngày nay là khí cơ nhất. Là thuận tiện nhất. Là trực tiếp nhất, vững vàng nhất. Thành tựu thù thắng số một Không gì bằng pháp môn niệm Phật Trì danh niệm Phật Tổng quy vào trong bộ kinh này Ngày xưa tôi học Hoa Nghiêm Dành không ít thời gian cho Kinh Hoa Nghiêm Cuối cùng thấy Hoa Nghiêm Tổng kết Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Bồ Tát Mười Đại Nguyện Dương Được quy về cực lạc Đến cuối cùng quy về vô lượng thọ vô lượng thọ là chỗ quy về của hoa nghiêm à, lúc tôi đó tôi mới thật sự hiểu rõ được vấn đề này tôi đã rõ ràng rồi hoàn toàn khẳng định kinh vô lượng thọ và kinh hoa nghiêm là một thể không hay không khá Lời cư sĩ Bành Tế thành nói Tôi hoàn toàn đồng ý Không có chút hoài nghi nào Ông nói Kinh Vô Lượng Thọ là trung bộ hoa nghiêm Hoa nghiêm chính là Đại Bổn Kinh Vô Lượng Thọ trong đây có tiểu bổn kinh A-di-đà Đó chính là tiểu bổn Kinh A-di-đà là kinh tiểu bổn Vô lượng thọ là kinh trung bổn Hoa nghiêm là kinh đại bổn Ba kinh một thể Ba kinh không hay không khác Tôi cho rằng Kinh Hoa Nghiêm phân lượng quá lớn Không phải người thông thường hiện tại có thể thỏ tri được Cho nên tôi liền buông Kinh Hoa Nghiêm xuống Tôi giảng Kinh vô lượng thọ Ngày xưa giảng qua 10 lần Lần này là lần thứ 11 một Tôi thật sự phát tâm này Đời này những năm tháng còn lại Chuyên giảng kinh vô lượng thọ Chuyên hoàng dương kinh vô lượng thọ nếu như tương lai có thời gian tôi sẽ viết cho kinh hoa nghiêm một quyển rút gọn phân lượng lớn quá thì rút gọn nó lại Lưu giữ lại những đoạn tinh túy của kinh Hoa Nghiêm Chỉ một phần mười Người hiện đại liền sanh tâm hoa nghỉ Liền tên Nguyễn Xem Điều này là cần thiết Tôi cũng quan nghênh những đồng học trẻ tuổi làm gì quý vị làm cho tốt, đưa cho tôi xem à, xem xem quý vị tóm lược có thích đáng hay không nguyên tắc tóm lược quan trọng nhất là nhắm đến xã hội hiện tại vậy nó mới ít lợi mới khỉ cư Nhất định không thể thay đổi nguyên văn Mới gọi là khí lý Khí cơ khí lý Chính là chánh pháp như lai Đức Phật từng nói căn tánh chúng sanh Thời kỳ mạt Pháp Đều là Đại Thừa Cho nên Tiểu Thừa Hiện nay chúng sanh không muốn học Họ hướng đến Đại Thừa Đại Thừa khí cơ Kinh Vô Lượng Thọ là kế cơ nhất Cho 9.000 năm về sau Cho nên bộ kinh này quan trọng hơn bất cứ thứ gì Nếu như có được duyên vận này Có thể mở một lớp chuyên tu Lớp chuyên tu về kinh Vô Lượng Thọ ngày xưa Pháp Sư Duyên Anh Suốt đời Yêu Thích Kinh Lăng Nghiêm Tại Thượng Hải Ông mở một lớp Lăng Nghiêm Chuyên Tông Học Viện Học viện đó của ông Chuyên học về Kinh Lăng Nghiêm ngày xưa đài loan pháp sư bạch thánh là một thành viên tốt nghiệp từ học viện đó đây cũng là ngày xưa lúc đó tôi xuất gia rồi pháp sư chữ vân vì này tu tịnh độ Tại Phụng Sơn Phụng Sơn ở miền Nam Đài Loan Ông mở một lớp Tịnh độ chuyên tông học viện khoảng hai ba năm thì không còn nữa làm không thành công ý tưởng này đáng được tham khảo à, chuyên tông quả nhiên là chuyên Quả nhiên là tâm Phù hợp Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Mục đích dạy học Không thể xa rời Nguyên tắc thí tôn chỉ đạo Đó chính là Tam học giới định tuệ nương theo tu học dưới định tuệ chắc chắn nhân giới được định nhân định cai quậy đây đúng là đại thừa đây không phải là giả Cho nên kinh vô lượng thọ đích thực có thể Tập hợp chí đồng đạo hợp Những người đồng chí hướng cùng nhau học tập Giảng cho thông nói Diễn thuyết thông rồi Tương lai duyên thành thuộc rồi trên Những người này Hoàng dương sến tịnh tùng Trên toàn thị, thị giới Nhất thọ chúng sanh Nhất hương niệm Phật Đây là công đức vô lượng Nơi này chắc chắn Sáu chữ hồng danh đầy đủ dạng đức Lời này rất quan trọng Là gốc của các đức Là gốc của tất cả đạo đức Của thế gian Xuất thế gian Chính là một câu danh hiệu Phật này Thực là gieo trồng vậy Tức là bồi dưỡng Chữ thực này nghĩa là gieo trồng bồi dưỡng Đạo cấm Giọng tay nói Vì Phật đạo Cho nên chế cấm Các điều ác Gọi nó là đạo cấm Điều này chính là giới tiểu thừa trong Phật Pháp Nội hàm của giới tiểu thừa Chính là Không làm các điều ác Ví dụ như trong năm giới Không sát sanh Không trộm cắp Không tà dâm Không giọng ngữ Không uống rượu Đây gọi là đạo cấm Ngăn cấm Nhất định không được làm trong mười thiện cũng như vậy Nó chia thân khẩu ý làm ba nghiệp Thân nghiệp Không sát sanh Không trộm cắp Không tà dâm Tương đồng với năm giới Trong khẩu nghiệp Không nói dối Nó còn có đồng nói hai lưỡi Không nói thêu vợ Không nói ác Cuối cùng là ý nghiệp Ý nghiệp là không khởi tâm đồng niệm Không tham, không sân, không si Trong Phẩm Kim Trên nói về Ngũ giới và thập thiện xuất gia tại gia đều cần phải học tập hơn nữa yêu cầu phải thực hành một trăm phần trăm vì sao vậy đây là gốc của đức trì giới niệm phật mới là gốc của đức niệm phật không trì giới thì không được Gốc của nước này bị quý vị phá hỏng rồi Bị 5 ác 5 ác là tham, sân, si, mạng, nghi Bị 10 ác 10 ác là ngược lại của 10 thiện Bị nó phá hoại rồi Nó thật sự là gốc của Đức Gốc của dạng Đức Vì sao chúng ta ngày ngày niệm Phật A-di-đà Vẫn còn tội nghiệp sâu dày như vậy Theo lý mà nói Thì tất cả tội nghiệp đều phải tiêu trừ sạch sẽ Vì sao người niệm Phật vẫn còn tội nghiệp sâu dày như vậy Vì niệm Phật mà không trì giới trong từng tiếng niệm phật đều xen tạp năm ác mười ác nguyên nhân là ở đây vậy nếu như hiện tại những người học phật trong thế gian này những người tu tịnh độ niệm phật a di đà Đều có thể tu năm giới mười điều thiện cho tôi Không phạm giới Không phá giới Thế giới này Sẽ không có nhiều tai nạn như vậy xã hội ngày nay trên trái đất tai nạn nhiều như vậy người học phật có thể không có trách nhiệm được sao sự việc này chúng ta mỗi ngày Hai thời công phu sáng tối Đều nên phản tình Năm giới mười điều thiện có phạm hay không? Tam quy y không cần nói nữa Vì sao vậy? Tam quy y là căn bản mà làm không được Thì đều là giả Tiêu chuẩn của Phật Pháp Đầy đủ tam quy y Mới là đệ tử thật sự của Như Lai Quy là trở về Y là nương tựa Tôi tự mê hoặc điên đảo quay đầu lại Nương tựa vào tự tánh giác Đây gọi là quy y Phật Chúng ta làm chưa được Từ tà tri tà kiến quay đầu lại Nương tựa chánh tri chánh kiến Cũng chưa làm được Từ thân tâm nhiễm ô quay đầu lại Nương tựa thanh tịnh Đây gọi là quy y tăng Cũng chưa làm được Cho nên tam quy y là giả Không phải là thật Tam quy là nguyên tắc chỉ đạo tổng thể Nguyên tắc chỉ đạo cao nhất quý vị vừa vào cửa Phật muốn bái người thầy người thầy liền đem chỉ đạo tu học cao nhất truyền trao cho quý vị quý vị phải niệm niệm ghi nhớ quý vị trong một đời này cởi tâm động niệm nói năng tạo tác đều phải tương ưng với nó quý vị không tương ứng là sai rồi sai rồi mà tự xưng là đệ tử phật thì đó là gì gọi là mạo danh đệ tử phật không phải là thật nó là giả điều giả này liền có tội vì sao vậy vì quý vị chưa làm được làm cho xã hội đại chúng phê bình Phật Pháp Đệ tử Phật là như vậy đấy Như vậy không phải là mất mặt Phật Đà sao Khiến Phật Đà bị xã hội đại chúng làm cho xấu đi Những người quý y này có phải chịu trách nhiệm không? có phải chịu quả báo không vậy là rõ rồi vì sao ngày nay những người học phật này lại làm ra những sự việc như vậy so với lời giáo huấn của phật đà Thì tương phản 180 độ Điều này chúng ta phải phản tình Chúng ta phải giác ngộ vì sao ngạn ngữ lại nói trước cửa địa ngục nhiều tăng đạo tăng đạo đều là người tu hành ý nghĩa này chính là đại đa số đều đến địa ngục rồi thật không nên tăng đạo phải chứng quả đạo phải thành thần thành tiên học phật phải thành phật thành bồ tát vậy tại sao tu sai rồi đối với giáo huấn của kim điển chưa thật sự hiểu được ý nghĩa của nó cho nên những hành vi bất thiện của bản thân vẫn tiếp tục không thể đoạn trừ không thể chuyển biến Vẫn cứ tạo ta Thậm chí người thường trong thế gian này Vẫn còn những tội lỗi nghiêm trọng Nguyên nhân là đây vậy Cho nên trong kinh nói điều này Chứ phạm đạo cấm Câu nói này quan trọng Không thể vi phạm Đạo cấm là giới độ trong lục độ vậy Bố thị trì giới Nhẫn nhục nhẫn đồ Nhẫn nhục ba la mật Tinh tấn là tinh tấn ba la mật Bất cứ việc gì đều có thể nhận Tướng trạng của nhẫn là tùy duyên Hai loại nguyện trong mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát Hàng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Chính là nhẫn nhục ba la mật Có thể hàng thuận chúng sanh có thể tùy hỷ Đối với những hành vi tạo tác của tất cả chúng sanh Chỉ cần họ không phải ác Đều có thể nhận Đều nên tùy thuận Không chấp trước thành kiến của mình Vậy là đúng rồi Tiêu chuẩn của hành vi giới luật Trong giới kinh có kinh văn quy định Đại thừa nói là tam tụ tịnh giới Tức giới luật có ba loại Có ghi chế bằng gian tự rõ ràng Là một loại trong ba loại Đây là luật tạng trong tam tạng Quy định tiêu chuẩn trong cuộc sống hàng ngày tới tâm động niệm Nói năng tạo tác đây là giới luật loại thứ hai không có văn tự phật không nói nhưng chúng ta từ bộ phận thứ nhất mà học được đối với khái niệm thiện ác chúng ta hiểu được đối với bản thân đối với người khác có lợi ích không có điểm sâu đây chính là thiện à, trong luật nghi giới đây là loại có văn tự quy định rõ ràng à, không nói không được hút thuốc vậy chúng ta nghĩ xem thuốc lá đối với thân thể có lợi hay không đối với đại chúng có lợi ích hay không không có lợi ích Vậy Phật không nói cấm Chúng ta cũng phải bỏ nó Đây là không có văn tự quy định Giống như loại này Loại này gọi là gì? Gọi là nhiếp thiện Pháp giới Không hút thuốc là thiện Pháp Trong kinh Phật không nói đến Thật sự đối với bản thân có lợi ích Thân tâm khỏe mạnh có lợi ích Đối với an toàn của xã hội đại chúng có lợi ích Nhiếp thiện pháp giới Điều này là đối với bản thân Đối với đại chúng thì sao? Phật không nói đến Sự việc đối với đại, đại chúng Có lợi ích nên là Đó là gì Nhiếp thọ, thọ chúng sanh giới phải hiểu được từ đây có thể biết được có ghi chép bằng gian tự không nhiều không có ghi chép bằng gian tự thì nhiều lắm nhiều lắm phải luôn luôn nghỉ đêm việc đối với sức khỏe của thân tâm bản thân có tổn hại thì không được làm vì đối với chúng sanh có lợi ích nhất định phải làm Cho nên giới luật là linh hoạt Là nguyên tắc, nguyên lý, vĩnh hằng bất biến Nhẫn nhục Có người nếu như không thể nhận Thì không thể đắc định Cho nên nhẫn nhục Là tiền phương tiện của thiền định Cũng chính là quý vị Đắc ta muội Đắc được điều kiện cơ sở của thiền định Điều gì cũng có thể nhẫn nhục Không thể để ở trong tâm Nhân tâm thanh tịnh dễ dàng đắc định Tinh tấn Thì có thể khai trí tuệ Vì thế nhẫn nhục tinh tấn rồi Sẽ đạt được thiền định bát nhà Trai giới Đại sư giọng Tây nói Trai giới Là bác trai giới nên nói đồng với một ngày Đây là cư sĩ tại gia tu hành Tu giới luật Họ ngày ngày làm Họ sẽ làm không được Một ngày Do lúc quý vị được nghỉ phép Quý vị dùng thời gian một ngày Để trì giới Giới một ngày này quý vị trì được là giới của người xuất gia Cũng tức là nói Tôi sống một ngày cuộc sống của người xuất gia Thật sự phát tâm để làm công đức vô lượng Thắng tại vô lượng thọ quốc di thiện bạch tuyệt trong kinh phật lại nói trong kinh bảo tích văn thù sư lợi thọ ký hội có một đoạn kinh văn như thế này nếu có chúng sanh ở nơi cõi phật kia trăm ngàn vạn năm tu các phản hạnh không bằng ở nơi thế giới ta bà này Vì chúng sanh Sanh khởi Tâm từ bi Chỉ trong khoảng Thời gian khẩy móng tay Công đức có được Cũng nhiều hơn thế Hà huống Có thể trú tâm thanh tịnh Trong một ngày một đêm đoạn trước trong Kinh văn có nói rõ gì sao? Nói rõ thế gian này tu thiện khó quá khó quá. Thế giới cực là tu thiện thì rất dễ, khó mới đáng quý tức là trong môi trường không thể mà quý vị có thể làm được vậy là rất đáng quý thời xưa chúng ta trì giới tu thiện không đáng quý vì sao vậy người người đều làm được Xã hội phổ biến đều như vậy. Trong xã hội đó tìm ra một người xấu không dễ. Hiện nay ngược lại, hiện nay trong xã hội này tìm người xấu thì nhiều lắm, nhiều lắm. Tìm một người thiện như tìm long phượng sừng lân tìm không ra. Thế giới cực lạc là, là thái bình thịnh thế, người người đều là người tốt, ở thế giới đó tìm không ra một người ác, tu thiện dễ dàng. Xã hội hiện tại của chúng ta Sở về thế giới cực lạc lại là, là tương phản Có thể ở trong ngũ trượt ác thị Mà không bị cảnh giới bên ngoài dao động Người ở thế giới cực lạc không ai không tán thán quý vị Không ai không khâm phục quý vị Như Vì sao vậy? Họ Thái... à, nếu đến thế gian này họ sẽ bị nhiễm ô Quý vị có thể không bị nhiễm ồn Điều này thật không dễ Nhờ vào điểm này Họ khâm phục quý vị Sẽ tán thán quý vị Ngay chư Phật Bồ Tát Cũng sẽ tán thán quý vị Nếu quý vị đọa lạc Quý vị đọa vào ba đường ai Người ta nhìn thấy chẳng có chút ngạc nhiên nào Vì sao vậy? Vì hiện tượng bình thường Trong cuộc đời quý vị có thể duy trì Đó là hy hữu Thật hiếm có Ý tưởng này tạo thành như thế nào? Chúng ta biết đó là dạy học. thì giữ Tây phương cực lạc trở thành tốt đẹp như vậy chỉ là một nguyên nhân. Quý vị nhất định phải biết. Phật A Di Đà giảng kinh không giảng đoạn Thế giới đó khoa học tiến bộ hơn chúng ta rất nhiều Khoa học kỹ thuật của chúng ta ngày nay Chỉ có thể dùng giống như truyền phát truyền hình Truyền phát mạng internet Truyền phát hiện trường cho quý vị Làm cho quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình thế giới cực lạc không như vậy thế giới cực lạc bất luận ở nơi nào quý vị vào giảng đường để nghe kinh quý vị thật sự thấy a di đà phật ở đó a di đà phật phân thân a di đà phật hóa thân hóa thân phân thân và chân thân đều giống nhau Cho nên thế giới Tây Phương cực lạc có bao nhiêu A-di-đà Phật không kể hết Trong mỗi giảng đường quý vị đi xem xem Đều là A-di-đà Phật ở đó giảng kinh Hơn nữa không thể nghĩ bạn Quý vị muốn nghe kinh gì Ngài liền giảng kinh đó cho quý vị Quý vị nghe được chính là kinh đó Tôi muốn nghe kinh vô lượng thọ Tôi nghe được toàn là kinh vô lượng thọ Quý vị muốn nghe Kinh Kim Càng Hai chúng ta ngồi cùng nhau Quý vị nghe được chính là Kinh Kim Càng Tuyệt diệu Không trở ngại lẫn nhau Không chút tạp loạn nào Muốn nghe Kinh Hoa Nghiêm Đúng thật Họ nghe được Kinh Hoa Nghiêm Muốn nghe Bát Nhã Thì họ nghe được là Kinh Bát Nhã phật đối với sự giáo hóa của tất cả đại chúng trước nay chưa từng gián đoạn luôn giúp quý vị thành phật quý vị thành phật và các bậc so với phật a di đà hoàn toàn tương đồng Quý vị sẽ không thua Phật A-di-đà tí nào Sẽ không thiếu hơn một chút nào so với Phật A-di-đà Quý vị thật sự học định rốt ráo viên mạng Lấy được học vị A-di-đà Phật Xưng là diệu giác như lai Trở về với thường tịch quan Thường tịch quan chính là Đại Bác Niết Bàn Đại Bác Niết Bàn chính là tự tánh Tự tánh viên mạng Chúng ta trong đời này có được một cơ hội như vậy Hiện tại cơ hội nằm trong tay chúng ta Phải giác ngộ cao độ Nếu như quý vị không nắm vững được Thì cơ hội này lập tức vượt mất Được lại thêm một lần nữa Không phải là việc đơn giản như vậy Cho nên gặp được Phải biết gặp được là điều đáng quý Phải biết được Cơ hội lần này Là Cơ hội hiếm có Kỳ Khai Kinh nói Trăm ngàn dạng ký khó gặp được Bành Tế Thanh nói vô lượng kiếp đến này hiếm có khó gặp được một ngày như vậy tức là quý vị gặp được tên vô lượng thọ này quý vị nghe được câu danh hiệu phật này vô lượng kiếp đến này điều hy hữu khó gặp quý vị đã gặp rồi nếu như quý vị không nắm chắc nó nếu như quý vị không chăm chỉ làm đã tiếc quá cho nên đầu tiên đối với nhân duyên này phải có nhận biết đúng đắn quý vị mới không sống lãng phí chắc chắn trong một kiếp này thành tựu Chúng ta xem tiếp dưới đây Hữu tư ích kinh diệt Nhược nhân ư tịnh quốc Trì giới mạng nhất kiếp Thử độ tu du gian hành Từ di tối thăng Đây đều là lúc Phật đang giảng kinh Ngài nói ra cho chúng ta Tịnh quốc chính là thế giới cực lạc thế giới cực lạc trì giới thời gian mãn một kiếp Thì tại thế giới hiện tiền của chúng ta Dùng là khoảng tu du động một niệm tâm từ bi, sự thù thắng này so với ở thế giới cực lạc, trì giới mãn một kiếp còn thù thắng hơn. Điều này nên nhớ kỹ, nhất định không nên hiểu sai ý nghĩa đó. Hiểu sai thế nào Thế giới này rất tốt Tôi hà tất phải đến thế giới cực lạc Tôi không cần đi nữa Ở thế giới này tu thù thắng hơn thế giới cực lạc quá nhiều Quý vị sai rồi Ý nghĩa không phải là ở đây Thế giới này tu hành khó quá Cho nên làm một tí việc tốt Mọi người đều tán thán quý vị làm việc xấu có nhiều hơn nữa Người khác không phê bình quý vị Không nói quý vị Đây đều là một câu nói Tán tháng quý vị khó mới đáng quý Trong gian nan như vậy Quý vị vẫn có thể phát tâm Bồ Đề Trong thời loạn thế như vậy, đời ác năm trượt, quý vị vẫn có thể trì giới thanh tịnh, thật không dễ dàng. Tán tháng thật sự là, quý vị ở trong thế giới này có thể buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Sự tán thán đó là thực sự Không phải là giả Vì sao vậy? Thành Phật rồi Quý vị không thành Phật được Quý vị vẫn phải tiếp tục làm việc luân hồi lục đạo Vậy thì quý vị so sánh thế nào cũng không sánh được với Bồ Tát của thị giới cực lạ Bồ Tát hạ hạ phẩm giảng sanh Quý vị cũng không sánh được Vì sao vậy? Trong cuộc đời họ chắc chắn chứng đắc quả gì cứu cảnh Chúng ta không được vậy Chúng ta xem xem đoạn trước sẽ biết Có địa ngục Có ngạ quỷ súc sanh đang đợi đây Quý vị làm sao có thể sáng kịp người khác Cho nên những lời này Họ tán thang dụng ý chủ yếu nhất là ở đâu Chúng ta biết được đó là Khó được mới đáng quý Trong thế giới ác mà hành thiện rất khó Đặc biệt là hiện nay Quý vị muốn làm một chút việc tốt Cũng chướng ngại khắp nơi Quý vị còn có thể không thối tâm Còn tiếp tục làm nữa Chúng ta đọc những kinh văn này liền biết được Chúng ta gặp phải khổ nạn Chứ Phật Bồ Tát đang tán thán Chỉ cần chúng ta tin tận bất thối, Kiên trì bất thôi Chúng ta cầu nguyện giảng sanh tịnh độ Nguyện này nhất định thành tựu Lại nói Đây cũng là điều nói trong kinh từ ích Tôi thấy nước hỷ lạ Và thấy nước an lạ Trong đó không khổ nào Cũng không tên khổ nào Nơi đó làm công đức Chưa đủ để cho là hay Ở nơi này tiền nào Chữ nơi này là chỉ thế giới ta bà Tức chỉ quả đất chúng ta có thể nhẫn việc không nhận được Cũng dạy cho người Pháp này Cũng đem Pháp nhẫn nhục này dạy cho người khác Phước đó thù thằng nhất Thị giới cực lạ là... Chúng ta xem danh tự Thế là an lạc nước khỉ lạc dùng lời hiện đại của chúng ta để nói là chánh báo của thế giới cực lạc nước an lạc là y báo của thế giới cực lạc nước hỷ lạc là môi trường nhân sự nước an lạc là môi trường vật chất môi trường tốt quá ở nơi đó không có khổ não chẳng những không có khổ não danh từ khổ não cũng không nghe đến Ví dụ như chúng ta nói tự tư tự, tự lợi, danh danh lợi dưỡng, năm dục sáu trận, bảy tình năm dục. Ở thế giới cực lạc đều không nghe đến những danh từ đó. Vì sao vậy? Vì nó không có. Tên khổ não còn không có, mà nơi đó lại có gì khổ não sao? Cho nên, tại thế giới cực lạc, Tu tích tất cả công đức Không đủ để gọi là hay Mỗi người đều đáng tu Mỗi người đều tin tấn Nghe kinh Không thiếu buổi nào Tụ tin hội thần ở đó Nghe và Dùng những thứ gì Tam quệ văn tư tu của Bồ Tát Họ vừa nghe liền rõ ràng Liền giác ngộ được Từ giác ngộ rõ ràng Trên giác ngộ liền nói là Tư văn tư sau khi giác ngộ Mê hoặc không còn nữa Đây gọi là tu Từ trên đoạn tiền não Mà nói nó là tu Từ trên gì họ hiểu rõ ràng Mà nói đó là tư Từ tiếp xúc gọi đó là văn Văn tư tu một lần hoàn thành ở trong đó không có trước sau Cho nên quát nhiên đại ngộ Minh tâm chiến tăng Đây là tình hình trường học ở thế giới cực lạ Chẳng những như vậy Họ còn có trí tuệ Đức năng như A-di-đà Phật Đó chính là Phân thân, quá thân Vô lượng, vô biên Đến quốc độ chư Phật nơi khác để cúng dường Cúng Phật là tu phước Đi nghe pháp. Nghe pháp là tu quệ. Vậy người ta một ngày phước huệ xong tu như vậy. Người trong thế gian chúng ta làm sao mà sánh được? Chúng ta tu một đời. Không bằng người ta tu một ngày. mười phương thế giới vô lượng vô biên chư phật mỗi đức phật nói một câu pháp họ nghe được đã vô lượng vô biên rồi Phân thân và chân thân không hay không khác Ở ừ, thế giới cực lạ là... Mỗi ngày đều sống cuộc sống như vậy Những bậc họ thân cận được là chư Phật Như Lai những đồng tham đạo hữu họ thân cận Đều là đẳng giác Bồ Tát Làm sao mà không thành tựu được Vậy chúng ta muốn đến thế giới cực lạc Đối với việc Buông bỏ danh văn lợi dưỡng sự việc này phải nhận được dục vọng trước đây nói qua rồi là ác số một trong sáu đường chính là có dục vọng dục vọng là việc ác số một bất luận quý vị tham tài tham sắc tham danh tham lợi đối tượng mà quý vị tham đó là dục vọng cho nên quý vị phải nhận được buông nó xuống diễn ly nó Nó làm tổn hại đối với quý vị ừ. Nhất định phải biết Vô lượng kiếp đến ngày nay Chúng ta không thể thoát ly sáu nẻo Không thể giảng sao Đều là do bị nó hại Còn không lo buông bỏ sao Không buông xuống thì Đời này lại sống vô ích rồi Những ngày tháng này còn lưu luyến sao tôi sự rõ ràng rồi Hiểu thấu đáo đúng. rồi Không muốn lưu luyến nữa Tôi muốn đi rồi Không còn làm những việc vô ích nữa Vậy thì tai nạn đến Không phải là càng tốt sao Tai nạn đến chính là lúc chúng ta đi Cho nên Tâm quý vị là định Tâm quý vị là thản nhiên Quý vị không có hoảng hốt Quý vị không sợ hãi Một câu niệm Phật quý vị niệm đến cùng Đời này kiếp này Bất luận cảnh duyên như thế nào Chúng ta chỉ cần nắm chắc một câu A-di-đà Phật những vật ngoài thân học những gì không lấy không bỏ cũng chính là nói đừng để ý đến nó không quan trọng chỉ là những việc nhỏ nhặt mà thôi nhất định không để trong lòng có mặc kệ nó không có cũng mặc kệ nó không nên vì những thứ này mà lo lắng Không nên vì những thứ này mà khởi ý niệm Khởi tâm động niệm toàn là A-di-đà Phật Đọc kinh, bộ kinh vô lượng thọ này Bộ chú giải này đủ rồi Không nên làm những việc khác nữa Học theo Đại sư Liên Trì Tam tạng 12 bộ kinh nhường cho người khác ngộ Tám dạng bốn ngàn hạnh nhường cho người khác hạnh Tôi buồn xuống hết Tôi chỉ là một bộ kinh Một câu danh hiệu Phật Một pháp môn Vậy tôi còn muốn học động nghe nhiều sao Tạm thời buồn xuống Đến thế giới cực lạc Đến thế giới cực lạc rồi Nguyện giọng học rộng nghe nhiều của quý vị liền được viên mãn Vì sao vậy? Mỗi ngày đến 10 phương thị giới Quý vị phân thân để đi Bất luận học pháp môn gì Quý vị vẫn có thể đồng thời học Ở nơi tỳ Lô Giá Na Phật học Hoa Nghiêm ở thế giới cực lạ học vô lượng thọ Ở nơi dược sư như lai học y đạo Tại nơi hương tích như lai học chế biến thức ăn Quý vị cái gì cũng có thể học Ở nơi di lạc như lai Học duy thức Học pháp tướng Quý vị đều có thể học được hết Nơi đó có thời gian Hiện tại thời gian quý giá rất ngắn Trói chặt chúng ta ở trong đó Vô cùng hạn chế Thời gian này vô cùng quý giá Chúng ta phải dùng thời gian quý giá này Thời gian rất ngắn này Hoàn thành tịnh độ đây gọi là chân trí tuệ. Đó gọi là chân thông minh. À, quý vị nếu lãng phí thời gian này, quý vị sai rồi, quý vị sai đến cùng rồi. À, Cho nên buông, buông xuống, phải nhận nhận, nhận. nhận mới có thể buông xuống. Không, không nhận, nhận, không buông xuống được. Nhất định phải nhận. Bản thân chúng ta từ nhẫn nhục Được lợi ích thù thắng vô cùng Cũng dạy người khác phương pháp này Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Cho nên nói là phúc đo thù thắng lại kinh thiện sanh nói thời kỳ di lạc ra đời một trăm năm thọ trai không bằng một ngày một đêm trong thời chúng ta vì sao vậy vì thời chúng ta chúng sanh đầy đủ năm ô trượt hiện nam tử lập bát trai giới tức là anh lạc trang nghiêm vô thượng bồ đề trên đây trích dẫn rất nhiều kinh dĩ chứng thử độ hành nhân ư ừ, ẩm khổ thực độc vị thường ninh tức chi trung nhưng năng trai giới thanh tịnh, nhẫn nhục tinh tấn cố kỳ công đức diễn thắng ư ừ, tha phương quốc độ ư ừ, thử độ tu hành như nhất nhật nhất già Thắng tại vô lượng thọ quốc Di thiện bạch tuệ Thập nhật thập giả Thắng ư tha phương chư Phật quốc trung Di thiện, thiền thiền tuệ Ở đoạn này niệm lão Làm ra một tổng kết Tổng kết này viết rất hay Đoạn trên Trích dẫn nhiều kinh luận như vậy Đều là để chứng minh Người tu hành ở nơi đó Đối với uống khổ ăn độc Chưa nếm thì thà dừng lại Mấy chữ này chẳng phải là tả về xã hội hiện thực chúng ta ngày nay hay sao Trong hoàn <laughs> cảnh như vậy có thể nhận vẫn có thể trai giới thanh tịnh Nhẫn nhục tinh tân Công đức này thù thắng quá sự việc này khó làm mà làm được khó nhẫn mà nhẫn được vì sao quý vị có thể làm được đây là chứng minh trong đời quá khứ của chúng ta từng tích lũy công đức dưỡng thành thiện căn sâu dày cũng giống như trong kinh Di Đà nói không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia thiện căn ít phước đức ít hoặc là duyên chưa đầy đủ đều không thể giảng sanh người giảng sanh bất luận là người nào thế giới này các ngành các nghề nam nữ già trẻ chỉ cần thật sự có thể giảng sanh tịnh độ họ nhất định đã đầy đủ ba điều kiện này hiện căn là gì đối với pháp môn này thật tin Thật hiểu Họ có thể chứng Rõ ràng Phước đức là họ thật làm Thật sự có thể y giáo phụng hành Người này quá phước Thật sự có thể nhận Chúng ta xem Liễu Phạm Tử Quân Rất nhiều đồng tu đều xem qua Quý vị thấy tiên sinh Liễu Phạm Mỗi lần tham gia thi cử Đều có rất nhiều đồng học Bạn bè Cùng tham gia thi cử Đối với những người này Ông ta có thể phán đoán Người nào trong lần thi này nhất định sẽ thi đậu Những người ông nói đến đó Sau khi thi xong lên danh sách Thật sự đều bị ông ấy nói đúng hết Cho nên người ta cho rằng tiên sinh liễu phàm công vô xem tưởng đoán mạng rất khá khi thật không phải vậy, ông cũng không biết xem tướng, cũng không biết đoán giận mệnh ông ấy dựa vào đâu để phán đoán người này trung thực, người này khiêm tốn có đức hạnh, ông ta phán đoán từ đó. Người trung thực Người khiêm tốn, Người cung kính Họ là gì? Thần bảo hộ cho họ Ngày xưa thi cử lấy công danh Trong tập tục này nói là Tổ tông tích đức Thần thánh bảo hộ Họ nhất định sẽ thi đậu bản thân ông dường như thi tiến sĩ thì lần thứ ba mới thi đổ. thì cử nhân cũng không phải một lần là thi đổ. đây không phải là giống giới kinh di đà nói sao điều kiện là thiện căn phước đức nhân duyên Quý vị đầy đủ ba điều kiện này Giống như tiên sinh Liễu Phàm nói Quý vị nhất định giảng sanh Quý vị nhất định không vấn đề gì Chính là đạo lý này vậy Không phải ông ấy biết bói toán Không phải ông ấy có thần thông Ông ấy xem quý vị có thiện căn Phước đức nhân duyên hay không nhân viên ở thế gian, thế gian này thường thường có thể gặp được nhưng gặp được rồi có tin tưởng hay không có vấn đề gặp được không tin tưởng cũng giống như không gặp được ba điều kiện này quan trọng như nhau thật sự có thể tin có thể hiểu có thể hành, có thể chứng Không gặp được cơ hội này Đời này cũng là sống vô ích Gặp được cơ hội này rồi Nhân duyên gặp được rồi Họ không chịu thật làm Họ đối với ý nghĩa trong kinh Không thể hội sâu sắc Nguyên nhân là gì? Thành kiến ý nghĩ của mình rất nặng Tin tưởng bản thân Không tin tưởng kinh Phật Điều này chúng ta phải suy nghĩ đến Phải nghiêm túc phản tỉnh Xem có lỗi này hay không Chúng ta thật sự tin Phật hay là giả tin Phật Tin Phật lại cho rằng bản thân Cách nghĩ cách nhìn Là đúng đắn Vậy là trái với Phật Là không tin rồi Cho nên bán tính bán nghi Đây là chướng ngại lớn nhất Của người niệm Phật Đoán sau chúng ta sẽ học đến cho dù tương lai họ có thể giảng sanh Họ sinh vào biên địa nghi thành Không thể vào phẩm Tức là hạ phẩm hạ sanh họ không có phần Sanh biên địa nghi thành Cũng coi như khá lắm rồi Cũng là rất hiếm có ở biên địa Nghi Thành Phải đợi 500 năm Hồi tâm chuyện ý Sáng trừ nghiệp chướng Mới có thể giao được Hạ phẩm hạ sanh Vị thứ này Phật Đà từ bi ở đây hướng dẫn chúng ta Khích lệ chúng ta Phải thực hành Phải hiểu sâu Hiểu cản cờ thì không được Phải hiểu sâu Điều này trong kinh nói thâm giải nghĩa thu Phải hiểu được câu nói này thâm giải là nghi tình của quý vị mới có thể thực sự đoạn được sạch sẽ bất luận gặp phải cảnh giới nào quý vị đều phải không hoài nghi thành tựu bản thân công đức vô lượng Công đức này là trên sự luận sự Là việc trước mắt Công đức quý vị tu được Đích thực Hơn nhiều các quốc độ khác Nơi quốc độ này tu hành một ngày một đêm Chúng ta có đề xướng phương pháp này Có rất nhiều đồng tu đang thực hành Họ nói với tôi là rất thù thắng Đây là gì? Người công việc vô cùng bận rộn Không có thời gian tu hành Quý vị trong một tháng Một tháng chọn một ngày Lúc quý vị nghỉ phép một ngày Một ngày 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn Niệm A-di-đà Phật Nếu như có vài vị đồng tham đạo hữu Ba người, năm người Mười người, tám người đều được Ở một nơi an tĩnh Có hai người đến hộ trì tức là cung cấp ăn uống trà nước lúc quý vị muốn uống nước muốn ăn cơm lúc quý vị thật sự niệm phật không nhất thiết mọi người cùng ăn cơm không cần thiết ai đói thì người đó cứ ăn đồ ăn thức uống đặt ở bên cạnh có người chăm sóc quý vị muốn ăn thì ăn công phu không gián đoạn trong phật đường âm thanh niệm phật không gián đoạn chỉ cầu một thứ âm thanh niệm phật nhất trí là được rồi À, Lúc niệm Phật không? Tình hình thân thể của mỗi người không giống nhau à, Lúc hôn trầm thì lại à, Phật à, Lúc bình thường thì nhiễu Phật, Phật Đi lại à, Lúc đi nhiễu Phật mở rồi Thì ngồi xuống niệm Phật Gọi là chỉ tỉnh Hãy ngồi xuống không cần yêu cầu mọi người đều nhất trí họ nhiễu phật ở nơi kia họ ở bên cạnh yên lặng tôi ở đây lạy phật đều không quấy nhiễu mọi người ở trong phật đường nhỏ thật sự tinh tấn thật sự được lợi ích một tháng tu một ngày Một năm tu mười hai ngày Phương pháp tu hành này Một ngày một đêm Thật sự hơn hẳn nơi nước vô lượng thọ Nơi thế giới cực lạc Làm thiện một trăm năm Ở thế giới cực lạc tu hành rất dễ dàng Rất thù thắng Mười phương thế giới không thể sánh bằng Đây là tán thán Quý vị ở nơi hoàn cảnh khổ như vậy Quý vị có thể tu hành Ví dụ như một người Bị nhốt ở trong lao ngục Tùy thân bị nhốt trong lao ngục Họ niệm Phật vẫn không gián đoạn tâm hành đều thiền người này nhất định được phật gia trì họ có thể thoát ly tai nạn trong lao ngục mười ngày mười đêm thì hơn hẳn quốc độ chư phật nơi khác làm thiện một ngàn năm Những lời này Đều là khích lệ tu hành Uống khổ ăn độc Giọng Tây nói Đã uống nước bát khổ Lại ăn năm vị tam độc vậy Ngày nay nước của chúng ta Có thể không chỉ là bát khổ Những thành phần hóa học quá nhiều rồi không có nước sạch để uống Độc cũng không chỉ là tam độc Bác phổ tam độc Là trong kinh luận Phật thường nhắc nhở chúng ta Hiện tại Môi trường lục đạo chúng sanh cư trụ Chính là bác khổ tam độc Tam độc là tham sân si Sau đó còn có hai thứ Không nên quên Đó là năm độc tham sân si mạng Nghi Năm độc này tạo thành đời ác năm trừ Chúng ta sinh sống trong môi trường này Đời ác năm trượng kỳ thực không phải là thật giống như một cơn ác mộng nhưng con người ở trong mộng không biết là đang nằm mộng họ thật chịu khổ gọi là bác khổ nung nấu chân tướng sự thật này không thể không biết vậy thực tế đều là mê thức tự tánh tạo thành những huyễn tướng này lao cổ chư phật bồ tát từ bi đi khắp nơi để giao hóa Đây là chân tướng sự thật Bác khổ là Sanh lão bệnh tử Ái biệt ly Oán tán hội Cầu bất đắc Cuối cùng là ngủ ấm xí thành Bảy thứ đầu trong bát khổ là quả Thứ cuối cùng là nhân Ngủ ấm xí thành là nhân Ngủ ấm là gì? Sắc thọ tưởng hành thức nói theo cách hiện đại là tinh thần và vật chất những dục vọng này là nhân của các điều khổ trước nếu như chúng ta có thể buông bỏ sắc thọ tưởng hành thứ Vậy là lìa khổ được vui rồi Không buông được Gọi là bát khổ nung nấu Tam độc Là tổng nhân của bác khổ tham sân si đều là từ trong tham sân si biến hiện ra dĩ thường nên tức nên là an ninh tức là dừng nghỉ vô lượng kiếp đến nay mãi cho đến ngày này không những nó không ngừng nghỉ nó còn không ngừng tăng trưởng dục vọng ngày nay không có điểm dừng cho nên tai nạn hiện tiền cổ nhân biết được người hiện tại tự cho mình thông minh coi thường cổ nhân bất kính tổ tâm không tôn thánh hiền đến cuối cùng thì như thế nào không biết thương mình đương nhiên họ sẽ không yêu thương người khác điểm này chúng ta phải biết sự yêu thương Mới biết yêu thương người khác Họ không biết tự thương họ Làm sao họ biết yêu thương người khác Cho nên họ mới tạo những ác nghiệp Sát đạo dâm vọng Sát đạo dâm vọng tưởng Gọi là năm ác Tham sân si mạng nghi là nhân a Quán hận não độ phiền là duyên của ác Nhân duyên hội tụ Sát đạo dâm vọng liền hiện tiền Ác nghiệp liền thành tựu rồi sau khi ác nghiệp thành tựu rồi giữ đo quả báo liền đến. từ cá nhân thân tâm quý vị không lành mạnh đây là quả báo của cá nhân môi trường quý vị cư trú rất nhiều tai nạn tai nạn nước hạn hán gió bão đồng đất những tai nạn này đều đến rồi bao gồm cả trái đất ấm dần lên nhiệt độ không bình thường nóng đó rồi lạnh đó những sự việc này những năm gần đây chắc chắn mỗi năm mỗi nghiêm trọng tháng sau nghiêm trọng hơn tháng trước chỉ cần hơi lưu ý những báo cáo của truyền thông quý vị sẽ rõ ràng liền rất đáng sợ toàn là tự làm tự chịu chúng ta thật sự hiểu rõ rồi không thể không quay đầu lại Thật sự quay đầu rồi Thì phải nghe theo lời giáo huấn Trong kinh luận Phải đem bộ kinh này coi như gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Và Phật A Di Đà Chuyên nói với chúng ta Phật từ bi Ta phải tiếp thu Người khác không tiếp thu cũng không sao Không phải là giảng cho họ Là giảng cho ta Ta phải cảm ơn Ta phải sám hối Ta phải sửa sai Tôi phải y giáo phụng hành Nghe lời Thế Tôn dạy dỗ Cầu sanh thế giới cực lạc Thân cận Phật A-di-đà Vậy là đúng rồi Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tình độ Nam Mô A Di Đà Phật